đến dự và diễn đàn hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Thanh Liêm, giám đốc trung tâm thanh thiếu niên trung ương, trung đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Và buổi chiều chúng ta tiếp tục hoàn thiện những cái ý kiến của mình, của các tổ, và sẽ trình bày trong diễn đàn này của hội trường. Thì chúng ta sẽ kết thúc vào là lực lượng to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo thống kê, thanh niên Việt Nam chiếm 29,8% dân số. Và ba kể từ khi đến 3 triệu đồng một năm thôi, bây giờ tổ chức hoạt động như thế nào? Thì Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á và xếp thứ 5 trên thế giới về tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam. Ngoài ý muốn, hóa thai không an toàn, mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm HIV hết nước. Nhiều chính sách của pháp luật về thanh niên đã được ban hành, như luật thanh niên. Trước hết thì chúng ta thấy rằng là với cái trách nhiệm là cái cơ quan tham mưu cho chính phủ về cái quản lý nhà nước và thanh niên, hay là đầu mối giúp chính phủ thống nhất quản lý nhà nước thanh niên, thì Bộ Nội vụ với cái vai trò của mình thì luôn luôn là nghiên cứu xây dựng cái hệ thống chính sách pháp luật để mà
thực hiện cái quản lý nhà nước trên cái lĩnh vực của mình là được chính phủ phân công. Trong đó là có cái việc là cái trách nhiệm của Bộ Nội vụ là xây dựng cái hệ thống cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Thứ hai nữa là cái sai là thứ hai nữa là trách nhiệm của Bộ Nội vụ là phải phối hợp với lại các cái bộ ngành trung ương và ủy ban nhân các tỉnh thành phố trung ương để tổ chức việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật của thanh niên. Trong đó là cái vai trò điều phối của Bộ Nội vụ rất là quan trọng trong cái việc là kết nối với lại các cái bộ ngành, các địa phương, đặc biệt là với các bộ để chúng ta tổ chức triển khai thực hiện chính sách. Thì chính sách thanh niên nó là cái công tác thanh niên, nó là công tác liên ngành. Về chính sách thanh niên nó nằm ở các ngành, các lĩnh vực khác nhau, nó không chỉ riêng ở Bộ Nội vụ, mà Bộ Nội vụ chỉ vai trò là đầu mối thôi. Thế còn liên quan đến chính sách thanh niên, đối với thanh niên thì nó nằm ở các cái bộ ngành chức năng. Ví dụ như tôi nói về chính sách liên quan đến sức khỏe của thanh niên, là sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng chống HIV/AIDS thanh niên thì nằm ở Bộ Y tế. Liên quan đến vấn đề dạy nghề, vấn đề giải quyết việc làm thì nằm ở Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Liên quan đến vấn đề ứng dụng khoa học, nghiên cứu khoa học công nghệ của thanh niên thì nằm ở ngành khoa học công nghệ, vân vân. Thế thì cái trách nhiệm của Bộ Nội vụ là phải cái vai trò điều phối. Chúng tôi sẽ trong thời gian vừa qua thì chúng tôi ý thức được cái trách nhiệm của mình, như là vụ các thanh niên đã tham mưu cho lãnh đạo bộ để có một cái văn bản để mà phối hợp với các cái bộ chuyên ngành. Chúng tôi thứ nhất là hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt cái chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, để trong đó là chỉ đạo các bộ là phải xây dựng cái chương trình phát triển thanh niên của các bộ ngành mình. Ở trong đó thì ngoài cái việc chăm lo cho cái thanh niên của các bộ ngành đó thì cái trách nhiệm của các bộ là rất quan trọng, đó là việc lồng ghép được các cái mục tiêu, các cái chỉ tiêu phát triển thanh niên. Ở trong đó có cái chính sách về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên đưa vào trong cái ngành lĩnh vực của mình để mà xây dựng cái chính sách đối với thanh niên thuộc cái chức năng quản lý nhà nước của mình. Thế nhưng trong thời gian vừa qua thì các bộ ngành đã rất là khẩn trương xây dựng cái chương trình phát triển thanh niên và cái kế hoạch phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2015. Thì trong đó là các bộ ngành đã phân công rất là cụ thể các cái vụ chức năng trong cái việc là nghiên cứu xây dựng những cái chính sách liên quan đến thanh niên và cái thanh niên thuộc cái chức năng quản lý nhà nước của các bộ chuyên ngành. Và trong đó có Bộ Y tế là có cái liên quan đến cái vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thanh niên, phòng chống HIV/AIDS thanh niên. Rồi Bộ Lao động đã phân công là Tổng cục Dạy nghề và Tổng cục Việc làm để mà xây dựng những cái chính sách về vấn đề tư vấn dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Thế rồi là Bộ Khoa học có cái chính sách cho thanh niên nghiên cứu khoa học công nghệ. Thế thì qua cái hội nghị phối hợp liên ngành vào tháng 11 năm 2012 là do Quỹ Dân số Nhiều Quốc tại Việt Nam hỗ trợ, chúng tôi đã tiếp thu cái hội nghị đó thì chúng tôi đã tiếp tục phải đôn đốc các cái bộ ngành, các địa phương để mà tổ chức triển khai thực hiện các cái chương trình, cái kế hoạch phát triển thanh niên, trong đó có cái việc thực hiện chính sách pháp luật của thanh niên. Nên là chúng tôi ý thức là cái vai trò của Bộ Nội vụ là phải đầu mối thôi. Nên do vậy là cái vai trò đầu phối, vai trò điều phối để phối hợp với lại các cái bộ ban ngành trong cái việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật thanh niên hết sức quan trọng. Mà nếu mà không có cái sự là phối hợp, không có cái kết nối mà thậm chí là phối hợp với các ngành để chúng ta tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ thì cái chính sách pháp luật của thanh niên nó thực hiện nó cũng chưa được đạt hiệu quả mà đạt được mục tiêu mong đề ra. Thế do vậy chúng tôi trong thời gian tới thì chúng tôi phải quyết tâm là làm thế nào để mà gắn bó được với các bộ, đặc biệt là với các cái vụ chuyên ngành của các bộ. Thì anh em chúng tôi đã có cái phân công là từng cái chuyên viên của chúng tôi là có cái phân công để mà phối hợp với từng các cái vụ chức năng của các bộ để mà nghiên cứu xây dựng chính sách và nắm cái chính sách của các bộ ngành để làm thế nào để phối hợp để nồng ghép được các cái mục tiêu, các cái chỉ tiêu phát triển thanh niên. Mà khi mà các bộ ngành xây dựng các cái chương trình đề án liên quan đến cái quản lý nhà nước của mình thì có cái chính sách cho thanh niên. Đấy là cái vai trò điều phối với Bộ Nội vụ trong thời gian vừa qua như vậy. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng là làm thế nào để làm tốt được cái chức năng của cái cơ quan là đầu mối giúp chính phủ về quản lý nhà nước thanh niên. Thì trong đó có cái việc là cái cơ quan điều phối trong cái việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật của thanh niên. Và thông qua diễn đàn này thì chúng tôi thấy rằng là đây là rất là bổ ích. Thứ nhất là các bạn chúng ta, các cơ quan hành chính chính sách, chúng ta lắng nghe những ý kiến từ phía thanh niên. Chúng ta phải trước mắt chúng ta làm chính sách cho một đối tượng nào đó, chúng ta phải hiểu đối tượng để chúng ta có cái chính sách chúng và đúng. Nên cho vậy hôm nay qua diễn đàn này chúng tôi rất là kỳ vọng là được nghe được những cái ý kiến từ phía các bạn thanh niên. Thì hôm nay đây là có các bạn thanh niên là trực tiếp là diện là các đồng chí làm bí thư đoàn của các cái tỉnh, thành phố thủ trung ương, các khu tỉnh khu vực phía Bắc, đồng thời là các đồng chí là đoàn viên thanh niên của tỉnh Hòa Bình và một số các cái địa phương lân cận. Thì chúng tôi là nghe là trực tiếp những ý kiến của thanh niên, và đặc biệt là qua những cái trao đổi của các bạn thì thế cho các bạn thanh niên họ rất là lúng túng trong cái việc là lựa chọn những các cái dịch vụ
phục vụ cho cái việc là cái chính sách về sức khỏe sinh sản, đặc biệt là trong cái lĩnh vực cái tri thức liên quan đến cái kiến thức về sức khỏe sinh sản của người tiêu dùng, các bạn còn rất là hạn chế cái này. Thì vấn đề bây giờ trong thời gian tới thì trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chúng ta là làm thế nào để cung cấp các dịch vụ thân thiện với thanh niên, để làm thế nào thanh niên họ mà chúng ta đưa ra các dịch vụ đó mà các dịch vụ đó mà làm thế nào nó thân thiện để mà thanh niên họ đến với dịch vụ đó. Thì tôi rất là với cái ý kiến của ông Arthur Ken là đại diện trưởng Liên Hợp Quốc, ông nói là gì, là dù cái tổ chức là mô hình đó là của nhà nước hay là của tư nhân, nhưng cái cốt lõi vấn đề là cái mô hình đó nó phải thân thiện với thanh niên và thanh niên họ phải đến với cái mô hình đó, thì đấy là tổ chức nó hiệu quả. Thế thì qua cái diễn đàn này chúng tôi rất là mong đợi là được nhận được cái ý kiến từ phía các bạn thanh niên, trên cơ sở những cái ý kiến đó chúng tôi sẽ tổng hợp và có những cái điểm thống nhất để mà sao trong thời gian tới khi mà nghiên cứu hoạch định cái chính sách của thanh niên, đặc biệt là tổ chức triển khai chiến lược phát triển thanh niên rồi tiến tới sửa đổi cái luật thanh niên, thì chúng tôi sẽ có những cái chính sách về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên nó phù hợp hơn, và đồng thời là tổ chức cái việc thực hiện cái chính sách đó thế nào cho nó phù hợp, nó thân thiện với thanh niên để nó đáp ứng được cái hiệu quả mà mong đợi chúng ta. Em xin giới thiệu, em tên là Ngân Thị Hoa, em là dân tộc Thái. Thì cảm xúc của em tham dự trong diễn đàn ngày hôm nay, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được đại diện làm một trong những bạn đại diện của thanh niên được tham dự vào diễn đàn này. Bản thân em là dân tộc Thái, em muốn có nhiều cơ hội để biết được những thông tin và được tiếp cận về sức khỏe sinh sản giống như các bạn khác. Em cũng xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng, là người dân tộc Dao, đến từ xã Quảng Sơn của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đối với ở địa phương em thì cũng là 100% là người dân tộc Dao, cho nên là cái thứ nhất là có thể nói là cái kiến thức thì cái dân trí là cũng không đồng đều, cho nên là cái việc tiếp cận cũng rất là khó khăn. Cái hai nữa là cũng là ở một xóm nó cũng thuộc vùng cao, cho nên là các cái thông tin rồi là các cái dịch vụ thì tiếp cận được với quê hương ở cái xã của em là cũng chưa đến được nhiều, cho nên là cũng rất là khó khăn. Theo em nghĩ thì Đảng và Nhà nước thì tiếp tục có cái cơ chế chính sách đối với các cái vùng dân tộc thiểu số và các vùng sâu vùng xa, và phải có các cái phương tiện công cụ phù hợp với từng đối tượng cũng như từng vùng miền. Thật sự là em thấy đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa. Có thể nói là cái diễn đàn này thì em được về đây là được tham gia, em cũng rất muốn là tham gia phát biểu ý kiến với lại trong diễn đàn, vì nó có rất nhiều kiến thức mà có lẽ là có nhiều kiến thức mà em trước đây em chưa biết, và sau khi dự diễn đàn thì cũng mới hiểu ra, và có lẽ là em muốn tham gia để phát biểu, để nói lên những cái suy nghĩ của mình trong cái diễn đàn, để xem cái kiến thức của mình về cái sức khỏe sinh sản của mình đến đâu, và có những gì còn thiếu thì mình tìm hiểu thêm. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu là em tên là Giang, em đến từ huyện Đà Bắc, em là người dân tộc Dao. Có được một buổi diễn đàn này thì rất là có ý nghĩa, và em là người may mắn khi được tham gia buổi diễn đàn này. Nó giúp cho em hiểu thêm về sức khỏe sinh sản của thanh niên và biết thêm cách phòng tránh và biết về các tình huống để mình dự phòng trước về sức khỏe sinh sản của thanh niên. Hiện em làm huyện khó khăn, đường xá đi lại còn khó khăn, đấy là tình trạng chung của huyện. Nhưng về dân tộc Dao thì hiện tại bây giờ thì cũng có phát triển về mọi mặt, và cũng có hiểu biết về họ hiểu biết về sức khỏe sinh sản, nhưng về phần cơ sở hạ tầng và về thông tin qua đài báo chí thì có tiếp cận, thế nhưng mà vẫn chưa được lan rộng khắp mọi nơi, và mọi người cũng chưa hiểu biết nhiều về sức khỏe sinh sản của thanh niên. Các bạn ở vùng sâu vùng xa thì không tiếp cận được các dịch vụ và về các thông tin truyền thông đại chúng. Theo em thì Đảng và Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn về những nơi vùng sâu vùng xa như huyện em, và em muốn được có một cái diễn đàn để cho các bạn ở vùng sâu vùng xa như huyện em được tìm hiểu và được lắng nghe, được tham gia vào các chương trình đấy nhiều hơn. Tên là Tánh Thị Súa, ở Mỹ Thị, xã Vọ Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
hôm nay em cũng đến tham dự diễn đàn thì em cảm thấy em hiểu thêm về sâu rộng hơn về những cái tệ nạn xã hội về tình dục cho lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay, và em học hỏi những cái thiết thực từ chỗ như nhà hỗ trợ và thanh thiếu niên trung tâm trung ương, em về để truyền đạt lại cho các thế hệ sau. Em thấy khó khăn nhất là tuổi trẻ bây giờ đi vận động và tuyên truyền những cái để các cái như là tình dục này, mang thai ngoài là cũng muốn thì các thanh niên ít đến tụ tập để mà nghe buổi các buổi tuyên truyền. Thì theo em mong muốn sau cái diễn đàn hôm nay, em mong muốn là bởi vì vào những cái dịp nghỉ hè thế này thì thanh niên ở xã em tổ chức rất là nhiều những cái buổi giao lưu như bóng đá, văn nghệ, văn hóa ở xã và nhiều xóm trong xã em. Thì theo em thì em mong muốn là qua cái đợt này, em mong quý nhà các nhà tài trợ và nhà nước để tạo điều kiện lồng ghép với các cái buổi giao lưu các nhà tài trợ đến để tuyên truyền vào những cái buổi đấy, bởi vì những cái buổi đấy thanh thiếu niên đến đông đủ và những cái người khán giả đến xem cũng là từ những cái độ tuổi đấy đến xem rất nhiều. Thì em rất mong là những cái buổi đấy sẽ có để các thế hệ trẻ bây giờ đến đầy đủ hơn. Xin giới thiệu với các bạn trong bài nhạc cán bộ ban và thanh niên công ty của mình tôi đến tham dự diễn đàn và có sự tham gia của thành viên tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sức khỏe sinh sản của thành viên hiện nay. Các tôi khi mà tham gia những diễn đàn này và tôi thứ nhất là tôi thấy là được trang bị cho mình kiến thức về sức khỏe sinh sản nhiều hơn, cái thứ hai là tôi được biết được cái tình hình chung của cái kiến thức về sức khỏe sinh sản của các tổ chức trí đoàn viên là vị thành niên của cả nước. Trên cái tinh thần chung đó tôi có cái định hướng cho bản thân cũng như là vì là một cán bộ đoàn nên tôi sẽ có những cái để truyền đạt lại cho các tổ chức trí đoàn viên liên của xung quanh nhà mình biết sức khỏe sinh sản theo cái định hướng của nhà nước, của chính phủ hay là cái định hướng chung của xã hội. Sau cái buổi diễn đàn ngày hôm nay thì tôi thấy rằng cái diễn đàn này rất có ý nghĩa, các đồng chí đoàn viên tham gia. Thế thì tôi mong muốn các nhà hoạch định chính sách tổ chức nhiều hoạt động diễn đàn để cho các đồng chí đoàn viên có thể tham gia nhiều hơn, nêu những ý kiến của mình, góp phần tại cái ý kiến của từng cái nhóm, các cái nhóm ví dụ như là nhóm cha chúng tôi, nhóm nông thôn, dân tộc, để các nhà hoạch định chính sách nắm được cái tư tưởng của thanh niên, để mà từ đó xây dựng các cái chương trình kế hoạch, rồi là chỉnh sửa luật thanh niên cho hợp lý, ngày càng hợp lý hơn nữa để cho có cái quyền nghĩa vụ cũng như nghĩa vụ của thanh niên được nâng cao hơn. Thế mà cũng từ cái diễn đàn này tôi thấy rằng là các đồng chí đoàn viên thanh thiếu niên rất là mong muốn các nhà hoạch định chính sách là cái dịch vụ mà thân thiện, tôi nghĩ là đấy là việc quan trọng nhất của các đồng chí chính sách quy định chính sách và nên có quan tâm hơn, vì là thanh thiếu niên hiện tại của Việt Nam thì bây giờ còn đang rất rụt rè về các cái vấn đề sức khỏe sinh sản. Vì thế là các nhà quy định chính sách nên có cái dịch vụ thân thiện đấy, tôi nghĩ đấy là cái cực kỳ quan trọng giúp cho thanh thiếu niên có cái sự hòa nhập hơn, sự mạnh dạn hơn để mà tiếp xúc đến các cái kiến thức mà rất cần thiết để mà có những cái tương lai tốt đẹp cho thanh niên.